Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tây Ban Nha bất lực trước cơn lũ quét chết chóc nhất châu Âu trong 100 năm qua. Trận lũ quét nghiêm trọng vừa qua đã tàn phá miền đông Tây Ban Nha, gây ra nỗi đau xót khiến 158 người thiệt mạng. Hình ảnh những chiếc ô tô bị chất đống trên đường phố cùng với những ngôi nhà ngập tràn bùn đất phản ánh sự tàn khốc của thiên nhiên. Cảnh tượng hỗn loạn và tang thương này không chỉ làm chấn động cộng đồng địa phương mà còn thu hút sự chú ý của cả thế giới khi mọi người cùng hướng về những nỗ lực cứu trợ và hỗ trợ cho các nạn nhân. Người dân tại vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha đang lội qua những con phố ngập nước trong khi những chiếc ô tô bị dồn đống phía sau họ. Các nhà khí tượng học đã ghi nhận lượng mưa tương đương cả năm đã trút xuống khu vực này chỉ trong vòng 8 giờ vào ngày 29 tháng 10, dẫn đến tình trạng ngập lụt và lũ quét nghiêm trọng. Cơn lũ cuốn trôi xe cộ và làm gián đoạn dịch vụ đường sắt trên diện rộng, gây ra sự tê liệt cho nhiều khu vực ở miền đông và miền nam Tây Ban Nha. Đến nay, ít nhất 95 người đã thiệt mạng, trong khi nhiều người khác vẫn đang mất tích trong đợt mưa lũ lịch sử này. Hình ảnh tang hoang và nỗi lo âu hiện rõ trên từng gương mặt của người dân khi họ phải đối mặt với thiên tai tàn khốc. Trong cảnh tượng hỗn loạn của lũ quét ở Valencia, một người phụ nữ ôm đầu bất lực, chứng kiến những chiếc xe cộ chồng chất lên nhau, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Dòng nước lũ đục ngầu đã tàn phá một vệt dài từ vùng Malaga ở phía nam đến Valencia ở phía đông, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi và đẩy nước sông dâng cao tràn vào nhà cửa của cư dân. Một chuyến tàu cao tốc chở gần 300 người bị trật đường ray gần Malaga, làm gián đoạn dịch vụ đường sắt nối liền Valencia và Madrid, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác hoang mang và lo lắng bao trùm không khí khi người dân nơi đây phải đối mặt với thiên tai tàn khốc và những hậu quả nặng nề mà nó để lại. Người dân ở Utrecht đang tích cực dọn dẹp bùn đất sau trận lũ lịch sử đã tàn phá khu vực này. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, EMET, lượng mưa hơn 300mm đã trút xuống khu vực giữa Utrecht và thị trấn Chiva cách đó 20km trong ngày 28 tháng 10, với Chiva ghi nhận lượng mưa tương đương cả năm chỉ trong 8 giờ. Đây là trận lũ gây thiệt hại nhiều nhân mạng nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 1973. Chủ một quán bar ở Hotel Remedios kể lại, lúc trời mới đổ mưa, ai cũng vui mừng vì chúng tôi đã cầu mưa rất lâu sau thời kỳ khô hạn. Nhưng tới 12 giờ, cơn bão bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng, ai cũng lo sợ. Mắc kẹt trong quán, tôi và một số khách hàng chỉ biết ngồi nhìn cảnh tượng nước sông Macro tràn bờ, văng theo bùn lầy và đất đá, chảy mạnh tới nỗi làm vỡ mặt đường. Nước dâng cao cuốn theo mọi thứ, từ cây cối đổ rạp đến xe cộ và thùng rác bị cuốn trôi xuống phố. Remedios nói, hiên nhà ngoài trời của tôi bị phá hủy, ghế và mái che cũng bị cuốn trôi, đúng là thảm họa. Nỗi đau và sự hoang mang hiện rõ trên từng gương mặt khi họ phải đối mặt với hậu quả của thiên tai tàn khốc này. Những con phố ngổn ngang ở Valencia, nơi mưa lũ đã để lại những hậu quả nghiêm trọng, dòng nước cuồn cuộn đã nhấn chìm không chỉ các con đường mà còn cả những vùng đất canh tác, ảnh hưởng đến khu vực sản xuất 2/3 sản lượng cam quýt của Tây Ban Nha, quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới về mặt hàng này. Cảnh tượng xung quanh thật đau lòng khi cuộc sống của hàng triệu người dường như bị đe dọa bởi cơn lũ dữ. Lũ cuốn theo bùn đất và rác rưởi đã tạo nên một bức tranh hỗn độn trên đường ray tàu hỏa ở Paipota gần Valencia. Hình ảnh những mảnh vùng trôi nổi trên các đường ray khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt ARIF đã thông báo rằng tuyến đường cao tốc nối liền Valencia và thủ đô Madrid sẽ bị đình chỉ ít nhất trong 4 ngày tới, gây ảnh hưởng lớn đến hành trình của hàng nghìn hành khách. Cảm giác bất an và lo lắng lan tỏa khi mọi người phải tìm kiếm những phương án di chuyển khác, trong khi cơn lũ vẫn tiếp tục tàn phá khu vực. Hai người đàn ông đang vật lộn khi một chiếc tủ lạnh bị hỏng do nước lũ tấn công trong ngôi nhà ở Hotel. Cảnh tượng này phản ánh rõ nét sự tàn phá của thiên tai khi thị trưởng Ricardo Gabaldon đã chia sẻ về những thiệt hại mà thị trấn phải đối mặt. Ông cho biết một số người trong thị trấn đã thiệt mạng nhưng con số chính xác vẫn chưa thể thống kê. Chúng tôi như chuột trong bẫy, ông nói, nhấn mạnh rằng ngày 29 tháng 10 là ngày tồi tệ nhất trong đời ông. Xe cộ và thùng rác trôi dạt trên phố, nước dâng cao tới 3 mét. Ông cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi nhiều người lớn tuổi không thể mở cửa thoát ra, mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Tình hình thật nghiêm trọng,
khi những ký ức về thiên tai hiện lên trong từng ánh mắt hoang mang của cư dân nơi đây. Lũ kinh hoàng 8 tiếng như trồi lên từ địa ngục, 158 người dân Tây Ban Nha thiệt mạng. Cơn mưa to ập xuống vùng Valencia, Tây Ban Nha, gây ra lũ quét và dẫn đến thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Số người thiệt mạng do lũ quét khủng khiếp ở miền đông Tây Ban Nha đã tăng lên 158 vào ngày 31 tháng 10, trong khi các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa liên quan đến cơn bão gây ra cái chết hàng loạt ở châu Âu gần đây. Theo thống kê tại một cuộc họp, tổng cộng có 158 người đã mất và hàng chục người vẫn còn mất tích. Tại vùng Valencia, lượng mưa chốt xuống tương đương với một năm đã đổ xuống chỉ trong 8 giờ, dẫn đến lũ quét nghiêm trọng. Trận càn quét kinh hoàng lần này được coi là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha và các nhà khí tượng học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Trong quá trình kiểm tra và cứu trợ, đội cứu hộ đã phát hiện thi thể của 8 nạn nhân, trong đó có một cảnh sát địa phương bị mắc kẹt trong một gara ở ngoại ô thành phố Valencia. Thị trưởng Maria Jos Catala thông báo với các phóng viên, cùng tại khu phố La Torre, một phụ nữ 45 tuổi cũng đã được tìm thấy đã thiệt mạng trong căn nhà riêng của mình. Hàng nghìn người dân đẩy xe hàng đã băng qua một cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Turia từ La Torre vào trung tâm Valencia để mua những nhu yếu phẩm cần thiết như giấy vệ sinh và nước. Các chính trị gia đối lập đã chỉ trích chính quyền vì phản ứng chậm chạp trong việc cảnh báo người dân và huy động lực lượng cứu hộ. Một người dân tại thị trấn Godeleta đã chia sẻ rằng mình đã sống sót nhờ bám vào một cây cột trên hiên nhà hàng xóm vào ngày 29 tháng 10 khi nước ngập đến cổ. Ngôi nhà của họ từng chịu thiệt hại nặng nề trong hai trận lũ lớn vào những năm trước. Lũ quét kinh hoàng đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng tại Valencia, cuốn trôi cầu, đường và đường sắt, đồng thời nhấn chìm cả những vùng đất hoa màu của người dân. Trong chuyến thăm một trung tâm điều phối cứu hộ gần thành phố, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi người dân ở nhà tránh nguy cơ thời tiết xấu đang diễn ra phức tạp, khó có thể lường trước được. Yếu tố con người là quan trọng nhất. Chính vì vậy, càng nên cố gắng bảo vệ, tránh thiệt hại về tính mạng con người là tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!